PLC là thiết bị hỗ trợ điều khiển tuần tự. Như vậy, thế nào là điều khiển tuần tự? Trong phần này, tôi sẽ giải thích điều khiển tuần tự thông qua các ví dụ gần gũi với các bạn. Điều khiển tuần tự có thể không phải là một từ quen thuộc với nhiều người, nhưng trên thực tế, nó được sử dụng hết sức phổ biến trong đời sống hàng ngày. Máy giặt và máy bán vé tự động là hai ví dụ phổ biến nhất về thiết bị vận hành theo nguyên lý điều khiển tuần tự. Như vậy, điều khiển tuần tự có nghĩa là vận hành máy móc theo một trình tự đã định sẵn. Để hiểu thêm ý nghĩa của điều khiển tuần tự, chúng ta hãy xem xét ví dụ về thiết bị rửa xe tự động. Bỏ tiền vào khe và nhấn nút khởi động. Đầu tiên, chúng ta xả nước để rửa xe. Sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng để rửa sạch bụi bẩn. Dùng chổi để rửa sạch. Rửa lại một lần nữa bằng nước. Sau đó, lau khô nước là hoàn tất. Tương tự như vậy, thiết bị có thể lặp lại cùng thao tác với số lần không giới hạn. Ngoài ra, điều khiển tuần tự còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Thiết bị tự động hóa trong công nghiệp. Thiết bị chế biến, gia công thực phẩm. Máy giặt loại lớn, máy bán vé tự động. Thiết bị ứng dụng các loại. Như vậy, trên thực tế, các thiết bị hoạt động dựa trên điều khiển tuần tự xuất hiện rất phổ biến và đang trở thành một hệ thống không thể thiếu trong đời sống hàng ngày.